Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, trường quốc tế Mỹ Việt Nam, trường quốc tế AISVN thông báo kết quả khảo sát nguyện vọng của toàn thể phụ huynh về chương trình học tập sắp tới của con em họ. Kết quả cho thấy 84,56% số phụ huynh muốn con tiếp tục học tại trường, 3,27% muốn chuyển trường, 5,10% có ý kiến khác và 7,07% chưa nộp kết quả. Trong 5,10% ý kiến khác, đại đa số phụ huynh mong muốn đảm bảo các cam kết trong hợp đồng đã ký với nhà trường, xem xét nguyện vọng của phụ huynh và hội đồng trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức cuộc họp giữa hội đồng trường và toàn thể phụ huynh vào chiều ngày 30 tháng 3 để bàn các giải pháp đảm bảo quyền lợi học tập dành cho hơn 1.200 học sinh AIS và Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản yêu cầu trường Quốc tế AISVN tổng hợp nguyện vọng của phụ huynh về việc tổ chức học tập cho học sinh thời gian tới và báo cáo kết quả trước 17 giờ cùng ngày. Nhận được chỉ đạo này, trường lập tức triển khai khảo sát qua email tới tất cả phụ huynh. Sau lầm sầm, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình hoạt động của cơ sở này. Theo đó, trường được thành lập trên cơ sở đề nghị của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS do bà Nguyễn Thị Úc Em, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đứng tên. Bà Úc Em đã ký kết nhiều loại hợp đồng dưới hình thức vay vốn với một số phụ huynh có con em đang theo học tại trường với các điều khoản. Vay vốn không tính lãi suất của khoản tiền vay trong suốt thời gian học sinh theo học. Khi học sinh hoàn thành chương trình, trường sẽ trả lại số tiền đã vay trong thời gian nhất định. Theo ý kiến của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Hợp đồng ký kết giữa nhà trường và phụ huynh là hợp đồng dân sự, không có nội dung ràng buộc trách nhiệm giữa các bên, nên chưa có cơ sở để lực lượng chức năng điều tra vụ việc. Cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh với bà Nguyễn Thị Úc Em. Về phương hướng giải pháp xử lý, theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận huyện, thành phố Thủ Đức hỗ trợ ngành giáo dục và đào tạo ổn định dư luận.